không chưa? Vậy là Phật hôm nay ngày 8 tháng 4 năm 2024. Mấy thầy trò đang ngồi ở gần nhà Bùi Trúc, Thiên Long Sơn, tổng kết lại chuyến đi Easter dẫn hai nhóc tì đi vòng vòng từ từ bên bờ biển ha. Biển ở dưới Huntington Beach là biển Thái Bình Dương, rồi xong vòng vòng ở dưới là đi dẫn nó đi Las Vegas coi này coi kia, rồi xong nó đi qua phía bên Miami, phía cánh bên bển là biển Đại Tây Dương ghép vòng. Không phải thái tử thích đi chơi đâu nha, tại vì thái tử biết mai mốt đi không có được nữa, cho nên cả đời mấy đứa nhỏ cơ hội để cho nó biết, để bà nó đừng có lo cho họ thiên thế giới mà quên tụi nó, cho nên dẫn đi một vòng. Ngay bữa lễ Easter tụi nó nghỉ một tuần, thì kể tóm tắt chuyến đi như vậy thì mấy đứa nhỏ rất là vui. Rồi đi về thì nó không có direct fly, phải đi connect qua tới Đà Lạt. Cái chuyến bay từ Miami nó về Đà Lạt bị delay 1 tiếng. Cái chuyến bay mà đi thẳng về San Jose cũng mất luôn. Nó kêu hôm ngủ ở đâu ở trên đó, họ bỏ vé, mua vé bay khác đi về hãng, đi về San Francisco. Thế họ lúc đầu họ tính bàn là ở lái xe từ Dallas về Houston lại nhà Thiên Long Cung ngủ một đêm đi, rồi cái đi về, nhưng mà lệnh của mấy vị kêu về, tại đang trên đường đi thì họ tính đi ở 1 tháng vòng vòng, cho sư mẫu về đây trước, rồi họ đi lang thang 1 tháng phải không? Bắt chước kiểu Phật ngày xưa vậy đó. vô rừng ngọn 1 tháng, còn cho họ đi lang thang đi bụi đời 1 tháng, nhưng mà chị kêu về thì họ về. Nói chung là cũng cuối cùng cũng về tới đây, sáng cũng có đến lễ chị. Tự nhiên người sáng đi dọc đường nghe lúc mình trở lại chuyện trip, nó nhiều chuyện kể lắm, chuyện vui không ạ. Nhưng mà đi thì đi đâu á cũng nhớ Thiên Long Sơn, nhớ mấy đệ tử ở đây. Qua bển cũng gặp được gà chó, sư phụ còn nửa tiếng đồng hồ lên đi ra check out khỏi khách sạn của Aqualina Resort đó. Thì có một số đệ tử ở bên đó mua chị Ngọc nữa, rồi mấy người nữa chạy tới Phương Thảo chờ rồi chạy tới, thì nói thôi đừng chạy, thì sắp đi, thì cũng mấy đứa cũng ở gần đó gặp mừng lắm, họ chụp hình. Thầy trò gặp ở bên đó nó bị delay á, mình mới thương đệ tử mình đúng không, trời ơi nó bực mà không thấy sư phụ thì không có bực, nhưng mấy đứa nhỏ thôi nó mệt nữa. Đúng ra mình đi từ Florida về đây có 4 tiếng rưỡi, nhưng mà thành ra tới cả một gần ngày không biết, bị chậm bị trễ, thì mình mới biết thương đệ tử. Mỗi lần về thăm sư phụ nói Thiên Long Sơn á, mình sư phụ cũng hiểu được, nhưng mà mình không có trải nghiệm á, mình không có thương, cho nên cái gì xuống trần nó cũng phải trải nghiệm thôi. Sư phụ rất là thương mấy đệ tử phương xa đi connect fly vừa đói vừa mệt, vừa kia vừa kiếm chỗ cái lưng để nằm á, cũng nằm không được nữa. Bây giờ sư phụ mới thương được mấy đệ tử ở khắp tứ phương về thăm sư phụ. Lần đầu tiên á, sư phụ ít bao giờ mà bị kiểu như vậy lắm. Sư phụ đâu có ngại tiền đâu, đi thôi, nhiều lúc không có vé nữa. Là chuyện đó. Trên đường đi thì cũng vui mà chả gì buồn chứ. Chẳng có chuyện gì gọi là động não hết. Sáng nay cái em mấy ngày đâu nghe tin tức gì đâu, đi nguyên tuần không nghe tin tức, nghe lại cái đài của ông Trần Nhật Phong ngày 8 tháng 4 mới sáng nè, rồi Houston phần 2 á, mấy con nghe thử nha, Houston phần 2 của Trần Nhật Phong, cái ảnh để tin tức y như cái bài của công chúa Liễu Hạnh cho mình năm 1938 tại đền Ngọc Sơn Hà Nội năm 1938, để mình đọc lại nhẽ nè cũng biết, nhưng mình đọc lại để nhắc lại thôi, chứ mọi người quên. Cơ trời mà hôm nay đi là chúng, biển Đông bây giờ dậy sóng, thế giới cũng dậy sóng, sư phụ khắp Việt Nam phải không, đệ tử họ thiên bị bị tra khảo không, sư phụ bị tra tấn hai gái lại ở trên trời, mấy vị trên kia cũng politics như mình thế gian vậy đó, trên kia cũng có chuyện, trên kia dưới đất cũng có chuyện dưới đất.
tại con sư phụ không có dám giải thích này nhiều, mấy con sẽ confuse. Tháng 3 vào Điếc Thanh Minh, cõi âm giáp mở, phong linh ba màn, khuynh thiên đột giáp tràn phan, đông vô hải hội trời ban phong thần, là sắp sửa có phong thần. Bắc Hàn lục quốc phân tranh, tranh phân, Bắc Hàn lục quốc tranh phân, chiêu binh sĩ bại, nam phần định phong, sợ nhà bà đội đi vòng, tàu chìm gì đảo ngã lòng ra đi. Hôm nay Trung Cộng nghìn chiến bỏ tàu chiếm đồ đầy ở ngoài đó. Rồi bữa nay nè, ngày mai chứ, mai thứ tư, mốt thứ tư á, thì phía bên với tất cả các nước Âu Châu họp ở New York á, để quyết định á, bất phân thắng bại. Phụ nói mà từ đây tới mùa hè mà coi là mấy clip cũ ấy. Cái nhắn tin hoài để phụ stop mấy cái nhắn tin này, nó nói chuyện. Sợ nhà bà đội đi vòng, tàu chìm vì đảo ngã lòng ra đi, lưỡi bò cắt ngắn tư duy, lần này là lưỡi bò sẽ bị cắt bởi cái cuộc họp ngày mốt giữa Philippines rồi Đài Loan với những cái nước Á Châu với Nhật Bản với Mỹ. Đảo chìm lưỡi bò cắt ngắn tư duy, đảo chìm tàu lặn không gì thở than, Bắc Phương không thể dễ dàng, tàu sợ lại đánh tràn an ai nhà. Nước Tàu nó sợ chiến tranh lắm, nhưng mà nó không đánh không được. Cơ trời đi rất là hay. Cái gì mà loài người mình nghĩ là sẽ không xảy ra, nó sẽ xảy ra. Nghĩ là sẽ xảy ra, sẽ không xảy ra. Tại vì nó đánh thì là tự nhiên chia 5 xẻ 7, làm sao đánh thắng Mỹ được. Sư phụ đã nói rồi, mấy vị nói vũ khí của nghe là hồi xưa chỉ hù dọa người ta thôi, mà nó còn bán được khắp thế giới. Nó chỉ là đồ mũ, còn Trung Cộng là đồ văn mã, đồ giấy, sao đánh. Trời ơi, một chiếc F-16 của Mỹ mà lên thôi là nó tiêu diệt được một đống J-20, J-35 của Tàu rồi. Mấy computer đâu phải là dễ ăn cắp được, 80-90% thôi, một chỉ cần 1% bộ phận điện tử mà nó không có làm đúng, nó cũng đi xong rồi. Cho nên lần này là xong, chia 5 xẻ 7. Bắc Phương không hề dễ dàng, Tàu sợ lại đánh tràn an ai nhà. Đó giải thích là Tàu không có muốn đánh nhưng mà phải đánh, con hiểu không? Không đánh sao thầy cho mình về Việt Nam, con nghĩ thử. Không đánh bao nhiêu năm nay cho phụ nói chất quốc hay sao? Đức thầy nói mấy trăm năm cũng chất quốc sao? Ông thư bối đồ cũng tuột lút sao? Ông nọt cho mết cũng dục rác luôn sao? Bà Venda ra nữa, Lu Bá Ôm nữa, bao nhiêu nhà tiên tri mà là 100 năm. Đó là lần từng rồi mình cha nói là hội thiên phải vững lòng tin với cha là vậy lúc này. Nhưng mà cũng nhờ vậy sư phụ mới biết được một số đệ tử không có vững lòng tin. Thôi để hẹn cho đi dài dòng nữa không. Bởi thua biển đảo Hoàng Sa, kỳ này là mình lấy là Hoàng Sa nè, giận lây đập sập Bắc Hà Đế Kinh. Cách đây 3 tháng mới gì nói nước Việt Nam có một cái nghiệp rất là lớn, thụ cứu không nổi. Thụ nói 5 năm nay họ cũng không tin, làm sao mà tin được, ở xa làm sao tin. Sau cái trận này Thàng Lộc mà thụ đã warning cách đây vài tháng gần đây đó, mấy con đã nhìn thấy rõ rồi đó. Mấy con có phước những lòng tin đó. Mình phải thương những cái đứa phỉ báng mình, chửi mình, thương chồng mình, thương con mình, thương má mình, chửi mình. Tại vì họ sao họ không có cảm nhận, không có hiểu được, họ không có điển thanh gần như vụ, không có điển thanh núi Thiên Long Sơn, họ cũng chẳng có hiểu gì hết, thì làm sao mà họ có lòng tin. Con người ta ai cũng có cái ngã đó, ngã đi chung với cái tài với cái tai điên dần, có tật có tài chứ đâu có ai nói mà dở mà có tật đâu, con hiểu không? Thì nó đi song song, nhưng mà mình chỉ chọn một thôi, mình chọn tài thôi, mình không có chọn cái tật. Nhưng mà chúng sanh đâu phải dễ làm được thì mới gọi là tu. Nếu không mình ở trên trời bay đi chơi vòng vòng thoải mái mắc mớ rồi xuống đây lặn hụp cõi ta bà vất vả khổ não nề này đâu. Trở về để hồi mất cái ý chính để mình đọc xong bài này với mọi người là phải chuẩn bị. Nam phần nam lại đổi mình, không theo sự sắp vong linh ai người, nước nam từ đó thay trời,
nước Việt Nam mình sau khi trận đánh là nước Việt Nam sẽ thành cường quốc. Nước Nam từ đó thay trời, mở ra thế ém của thời xưa tiên, tức là trở về thời phong thần đó, có vua và có tiên, có Phật hạ phàm, Đức Thầy xuất hiện, sư phụ được về nước. Các hội thiên sẽ theo phò Đức Thầy lập hội Long Hoa, sư phụ. Long Hoa hội anh Tài, hội Thiên Việt, không biết không? Cái đơn, nãy mấy con cầm đóng đơn. Nên đâu phải là gì đâu, cái danh từ thôi mà. Nhưng mà mình nói ở đời, thời đại G5 này, iPhone 15 này đó, là một cuộc họp của hải ngoại anh Tài, có bằng Bastardry, có tấm lòng chung nghĩa, yêu dân, yêu tổ quốc. Đó là hội Long Hoa là vậy đó. Đức Thầy cũng có nói Minh Dương trị thế, Minh Dương trị quốc thế giới bình an, rồi anh Tài về để mà hộ giúp gì đó. Con coi lại mấy cái đó đi. Nhưng mà danh từ của người xưa nói thì mình nghe nó hơi như cải lương quá không? Nhưng mà thật sự dịch ra thời đại nó cũng y chang đó. Thương cho ấn miếng đạo điên, hành binh phát mã, giáp biên trợ thùy. Thương bà ấn lại ra đi, bởi vì Tây Tạng mất đi núi đồi, đất bằng thành biển cả rồi. Con thấy bây giờ trưa nay 11 giờ nhật thực, gần đây trên thế giới biết bao nhiêu chuyện thay đổi. Có những nước đen lên màu đen nữa. Rồi cá, rồi chim đồ nó vô bờ quá trời. Trong mấy tuần nay con thấy khủng khiếp không? Rồi nước Việt Nam mình con cũng thấy đó. Là năm sáu mặt trời, Mã Lai rồi vân vân, nhiều lắm. Mình sư phụ không có nhớ hết kể đây bao nhiêu thôi. Vậy mà chúng sanh cũng không có chịu hiểu sư phụ nói gì nữa. Cũng rất là buồn á. Xuống trần không phải dễ dạy dỗ đâu. Tại họ chấp tướng, chấp thân người á. Sư phụ đã nói thật rõ hết. Sư phụ không phải là người mà. Sư phụ chỉ có từ bi thôi. Rồi thương đệ tử. Sư phụ thấy nội bộ cả năm nay rồi. Thấy rõ hết, rõ như bàn tay vậy đó. Nhưng mà muốn chỉnh đốn á. Mà để, thì ngay cái quan trọng mình chưa tới. Mà mình đi chỉnh đốn thì nó lại hơi không có đúng lúc. Con hiểu không? Lúc lâm trận không có chảm tướng. Những cái binh pháp thù nắm hết mà. Tử ngũ tử tư là thù nắm trong tay. Mà binh thư tôn tẩn là cũng nắm trong tay luôn. Gia các lượng luôn. Thù học nhiều lắm. Nhưng mà tùy theo thời, tùy theo lúc. Rồi đến lúc thì mình cũng phải làm. Mà làm phải làm cho sạch rễ, con hiểu không? Chứ đừng có tưởng như không biết gì. Đất bằng thành biển cả rồi, Trung Đông thần sống, nó lo nhà Tàu. Ngã ba tam giác nước keo, không còn biên giới ngã nhào tứ phương. Nước keo là nước Cao Ly, là Bắc Hàn, là đang nói câu này. Cho nên cái bài này nó trúng từ câu từng chữ của cái buổi tuần này. Mưu đồ bá đạo bá dương, đó là ai mưu đồ? Bây giờ Trung Cộng cả thế giới ai cũng biết. Mưu đồ bá đạo bá dương, mẹ nói á, muốn nhuộm cái quả địa cầu này thành máu đỏ, nhưng mà nhuộm không có được, tại vì con người tính làm sao bằng cha mẹ tính, tại họ vô thần, họ không có biết. Còn các con á, là có biết kính trên nể dưới thì có con á, sau này á, sẽ được lưu danh sử sách. Còn những người á, mà ngày đầu mà đến với sư phụ vì cái gì, vì sư phụ mà hôm nay á, gần sư phụ rồi chấp tướng thì cũng sẽ lưu danh xử thế. Tại vì nó là mình là đóng phim thôi. Trong phim nó có người này người nọ, có hiểu không? Còn ai chọn giai gì tự chọn đi. Không dám nói nhiều, cái này nó sensitive. Còn sư phụ của các con vẫn là everything okay. Con nói 7 ngày sư phụ nói là không có 7 ngày. Một ngày bữa nay là xong. Nhà cũng giỏi đó. Không xử gì tôi xử là cái gì nó cũng phải có cái reason. Nếu mà ai đi ngược lại với 12 giới lực, ai đi ngược lại với thiên nhiên, với tự nhiên, với ý của cha, thì người đó bị loại bỏ. Mưu đồ bá đạo bá dương, tăng băng động đất, tăng cương nó chìm, hình gà lôi nó đau tim. Nước Trung Cộng hiện giờ cái bản đồ là hình con gà đó, lôi nó đau tim. Bây giờ Tập Nhấn Bình đang đau tim,
đánh thì cũng chết, mà không đánh thì cũng không được. Đó, thì đó là tập chuẩn bệnh. Hình gà lôi nói đau tim, mất đầu bất đích là chìm đông kinh, nước ai gọi xuống đầu mình, gà lôi trời sập địa hình phân ba. Nghĩa là nó sẽ vừa có chiến tranh thứ ba, phải không? Hồi xưa giờ sư phụ nói trong 5 năm này chiến tranh thứ ba sẽ xảy ra từ Trung Đông rồi nó lan qua tới Biển Đông. Thì bây giờ cũng thấy nó lan rồi đó, không? Nó lan từ cái thằng Iran, bữa nay bắt đầu Iran cũng bắt đầu đánh rồi đó. Từ giờ Thái bữa nay bỏ bom vô cái tòa lãnh sự gì của Iran rồi đó. Ukraine với Nga là Nga coi như là bị xa lầy, Nga sẽ bị giống như là điêu tàn. Rồi kế đó do Thái với Hamas, rồi xong cái Ebola là cái vùng biển mà hát hải á. Rồi bây giờ nó lan qua tới Iran, rồi bây giờ lan qua Trung Đông cùng một lúc. Hồi xưa phụ nói là mọi thứ đi đồng bộ á, cả chúng ta cũng nằm trong cái định luật của vũ trụ của đồng bộ, không biết không? Yin and Yang mà, không thấy cái hình yin and yang trắng hay đen không? Nó có lật ra giống cái đồng tiền á, cũng là một đồng tiền nhưng mà lật qua lật lại giống y như bàn tay của chúng ta, giống như bộ mặt của chúng ta, lúc thì chúng ta hiền, lúc thì chúng ta dữ. Cho nên chúng ta phải tu, lúc về tâm á thì thương sư phụ, lúc thì cái tâm á ghét sư phụ, khó đó. Rồi lúc á thì thương cha thương mẹ, thích đọc kinh mẫu, lúc á thì không thích. Cái tâm chúng ta nó chập chờn nhiều màu nhiều sắc như vậy, nên sư phụ phải dạy hoài mấy đệ tử là phải giữ vững lòng tin, phải lên núi và đọc kinh của mẹ thôi. Kinh Địa Thiên Tâm, đứa nào không đọc kinh Thiên Tâm á là từ từ xa sư phụ là có thiệt á. Những đứa nào mà không lên núi đọc kinh là từ từ nó không có điển thanh á. Chúng ta gần nhau là có cái connection điển thanh. Còn mà những đứa mà nó học khác ngoài cái những gì sư phụ đã chỉ dạy á, không có điển thanh. Mong cầu á. Mất tên trên cõi ta bà hư danh, tức là nước nào sẽ không còn cường quốc, nó y như nước Nga vậy đó. Ba đạo tranh bá không thành, hồ tan biển bắc đổi canh đổi kỳ. Nhật Hàn nó dạ hả hơi, lúc đó nước Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ đó xúm lại với Úc nữa, đập cho chú Uẩn nè. À, Nam Hàn thì đập Bắc Hàn chú Uẩn, rồi Ấn Độ với Úc với Nhật với Nam Hàn đập chú Xì Dầu. Nam Hàn no dạ hả Mỹ thâu lợi phẩm, no nay phong thần, tức là cuối cùng nước Mỹ sẽ thắng hết. Tại vì trên nói mà thần tự do sẽ lo tất cả mà. Tiên tri mấy vị đã nói rõ hết, chẳng qua là người đời không có hiểu về của núi mình á, không có hiểu về những gì sư phụ nói, họ lơ là đó. Chứ còn góp lại câu từ bài là các con đều biết hết. Chuyện gì sắp xảy ra các con làm nhà tiên tri cũng được á. Nếu mà đứa nào mà nghe hết, cái clip này sẽ là clip 289. Nghe hết, nhưng mà nghe thì nhiều quá. Cái mình lấy cái khúc nào mà quan trọng thôi rồi làm lại một cái playlist. Sau này á, sẽ kết lại thành một cuốn sách cho nhân loại đọc, để họ chiếu theo ngày và giờ những gì sư phụ nói. Thì từ đó, lúc đó, cái đạo Thiên Tâm á, nó mới hiểu là có con trời thiệt. Hiện giờ mà chỉ có ai biết có con trời ngồi đây đâu. Không ai biết á. Mỹ thâu lợi phẩm, nó nơi phong thần, kỳ nhì tái diễn phong dân. Hiện giờ mình đang kỳ nhì. Ngày xưa Cơ Xương á, với Khương Tử Nha, Khương Tử Nha là đức thầy, Cơ Xương là sư phụ. Thời đó nó cũng y như vậy, cũng thời ma quỷ. Rồi Trụ Dương rồi mê đắc kỷ, phải không? Rồi làm loạn, làm dân khổ, dân đói. Thì từ đó Cơ Xương á, mới khai chiến, mới lập lên nhà Châu. Thì hôm nay cũng vậy nè, kỳ nhì, tức là mình sẽ có phong thần hai. Những người hôm nay á, mà là không đúng sẽ không được phong thần, mà cũng sẽ ấy. Thí dụ những người về tâm linh mà hộ sư phụ cũng sẽ được cha phong thần, mà nếu mà là không đúng cũng sẽ bị cha trừng trị rất là nặng. Trên có nói sư phụ, khi mà mình ra trận mình đánh giống như Mỹ mà bỏ quân xuống mà đánh Bin Laden vậy đó,
mình đánh cho đúng, mình đánh nửa đường rồi mình buông súng là không có nhiệm vụ cũng bị phạt hả con, cả sư phụ làm sai cũng bị phạt, chứ không có hàng đệ tử ở đó mà nghi ngại. Yêu kinh trước mắt đường tăng ha, thế giới con nói giỏi quá, con lo con không xong ha. Con xuống địa ngục bây giờ đó con. Khi cái tâm mà khởi mà không bất kính với thầy mình rồi là đã tự mình mất cái duyên rồi, con có hiểu không? Thiệt như vậy. Cho nên đó là tại sao đệ tử của sư phụ đã biết chuyện này đã xảy ra cách đây một năm rồi, thù canh tới ngày tới giờ để mà chỉnh lý, chứ không phải thù không biết. Thù tiên di cả thế giới, nội bộ mình sao không biết con. Thù chỉ không có dám lộ sớm. Lộ sớm là đâu còn gọi là sàng lọc, nhưng mà bây giờ qua cuộc sàng lọc rồi, thù có một cái danh sách rồi. Thù có một cái danh sách rồi, những đứa nào lọt sàng lọc kỳ này rồi. Cho nên mình mới có những cái program mới là vậy đó. Đừng có tưởng mấy con là khôn quá. Còn những đứa bị hàm oan, còn những đứa mà lộng quyền, những đứa gì đó đều có cái danh sách hết. Phong thần thiệt á. Phong thần hay là bị trừng trị. Thì phò thiên tử không phải dễ. Một là chúng ta đặt hết cái ván bài ra o ao quá không, chúng là chúng lớn, thua là chúng ta thua lớn. Nó y vậy thôi, chả có khác gì hết. Kỳ nhì tái diễn phong dân, khác xa binh lực phong thần đã qua, gọi là thế chiến màn ba. Từ đầu tới ngày hôm nay, sau 5-6 năm sư phụ ra đời để độ chúng sanh, lệnh của thiên đình, lệnh của hội đồng chư Phật, lệnh của Phật Thích Ca, lệnh của Phật Di Lặc, và người mà kèm sát sư phụ dạy dỗ sư phụ đó là đức thầy của sư phụ, là Đức Huỳnh Phú Sổ, thường xuyên dạy sư phụ. Tại vì mấy vị Phật cao á không có tới gần được, cũng dạy nhắc nhở. Mà Thượng Tế Công hay là Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng dạy, nhưng mà dạy chút chút ít ít, khi sư phụ cần hỏi cái gì. Còn người dạy nhiều nhất vẫn là Đức Huỳnh Phú Sổ, một vị cổ Phật. Thì từ ngày đó tới ngày hôm nay, sư phụ đã ra đời 5-6 năm, làm biết bao nhiêu chuyện để độ chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh thời nay á không phải dễ độ, rất là khó độ. Rồi con phải có một cái tấm từ bi, đại đại từ bi đại lượng, con mới chấp nhận những cái chuyện mà xỉa xói. Và con cũng phải nhiều lúc á phải khóc vì đệ tử mình, vì nó không hiểu mình. Rồi cũng có những lúc sư phụ phải trừng trị thẳng tay để cho những đứa đệ tử này nó mau quay đầu trở lại. Cánh cửa Thiên Long Sơn vẫn rộng mở, bàn tay sư phụ vẫn ôm tất cả. Nếu mà từ đây cho tới ngày sau này nó cũng như mình nói dễ thích dễ hiểu, cũng giống như là bài toán đố ấy. Thù đưa cái đáp số, không chịu lấy đáp số đúng, lấy đáp số sai. Bây giờ thù cho 7 con số để mà trúng, mua trúng không mua mà đợi tới số sổ rồi thì mua, thì còn gì để nói nữa. Nó khó lắm, con hiểu không? Rất là khó. Mà khi mà luật của 12 giới thiên tâm của mình á, khi khởi tâm khởi ý rồi á, là tự mình khởi rồi, là mình đã chứng minh cái tài của mình đến ở cái level nào rồi. Cái lòng trung thành thụ thường dạy mấy con là gì? Bền gan bền trí đó. Nhớ cách có đứa nào bỏ lên mấy clip mà hồi dí cha đó, từ lúc những cái dí cha đó, trước dí cha mấy clip thụ cũng thường nói xiên nó xéo hay là nhắc nhở về cái chuyện sàng lọc của mình hôm nay nè. Ở ngoài kia trên trời cũng đang sàng lọc, thế giới cũng đang sàng lọc để mà đi tới chiến tranh Biển Đông ngày hôm nay. Chúng ta cũng phải vậy thôi, cả sư phụ cũng đang sàng lọc, cũng bị thử thách. Các con cũng đều bị thử thách, nhưng mà sẽ vượt qua hết, sư phụ khẳng hết. Bởi ngày bữa tuần rồi mà cha về, cha mặc áo lông bào xanh, cha có nói dặn tất cả đệ tử, lần nào cha cũng thương đệ tử,
kêu con phải nói hết đệ tử con, phải vững lòng tin với con, vững lòng tin với cha. Trên đời này mình chỉ có thờ cha thôi, mình không có thờ nhị thần nha. Mình chỉ có một pháp môn thôi, đó là cuốn kinh Thiền Tâm và cách sư phụ dạy cái ngồi thiền. Còn ai mong cầu chuyện gì khác sẽ đi lạc đường á. Anh bắt ảnh có tâm từ bi, ảnh có thần thông, tại vì cái thế giới này nó ma quỷ ghê hồn lắm, phải cần có một người gọi là vua trị ma thì ổng. Nhưng mà ổng có tâm từ bi thì ổng trị nó, thì mấy con mới yên bình, cái núi mình mới yên bình, sư phụ mới lập được cái đạo. Ổng có đại công á, sư phụ đâu nói gì đâu. Nhưng mà mấy con có làm được mà ăn chay ném mật như kiểu ổng không? Chạy chiếc xe cà cùi gần cả đời á, không có muốn xài tiền, ăn cái gì cũng không thèm ăn nữa, rồi mặc đồ cũng không thèm mặc, lè phè nhỏ. Mấy con làm được vậy không? Nếu làm được thì học và đi xuống bắt ma đi con, còn làm không được thì theo sư phụ, chỉ sống một cách bình thường, pháp thế gian không về xuất thế gian, con có hiểu chưa? Cho nên cái những đứa vẫn mong cầu những tham á, thì như vậy từ nay sư phụ nói anh bác có quyền dạy cho tụi đó, nhưng đừng có mang họ thiên, đừng có mà dính líu tới Thiên Long Sơn. Tại vì trong nhân loại sau này, sư đời sư phụ là cuốn kinh sống, Thiên Long Sơn là cuốn kinh, nó sẽ không có thể hai pháp môn, nó cùng một pháp môn nhưng mà nó khác. Một cái sư phụ dạy là general, tổng thể cho toàn cõi nhân loại, còn cái kia là sơn Bible. Sư phụ không biết giải thích làm sao nữa, sư phụ no doubt, phụ với anh bắt đâu có gì đâu. Rồi những cái đệ tử nào mà đã không có nghe lời sư phụ rồi, nó sẽ sao lãng cuộc sống, sẽ sao lãng núi Thiên Long Sơn, sẽ sao lãng cha mẹ. Sư phụ đã từng gặp rất là nhiều đứa đệ tử đã bị như vậy rồi, con hiểu không? Cứ nghĩ cái đó là cao siêu hơn, chạy đi con. Cho nên hôm nay sư phụ phải nói lời thử thật, đứa nào mà ăn chay mà ném đất rồi lè phè như ổng á, chạy chiếc xe cà cùi á, mấy con làm được không? Sư phụ dạy mấy con sống bình thường mà, con hiểu không? Rồi ăn chay trường đi, sư phụ chỉ là tam tịnh nhục thôi, sư phụ không tu học, sư phụ không có bằng ảnh, nhưng mà cái tâm của sư phụ bao la, sư phụ dạy chung chung. Còn có những đứa đệ tử tu thì chưa tới mà bè không à, bè lên Thiên Long Sơn cho đồng, sư phụ nhìn hết hào quang không có, cuốn kinh mẹ ngồi thiền cũng không có, thì sư phụ mới lơ là những đứa đó, giống như Quân hay là mấy đứa sư phụ thấy á, dũng rồi đó. Từ từ á cũng sao lãng, mấy đứa này nó sẽ lạc lõng trong cái cõi ta bà này còn nhiều dòng lắm. Hôm nay không nắm cơ hội thì thời kỳ chót không nắm cơ hội, mấy con sẽ không còn cơ hội đó, không còn cơ hội nữa. Thế gian này chỉ có một thiên tử, một người lập đạo duy nhất, không theo không học. Thà thí dụ như học mà học cho giỏi nha, mà phải làm đúng như anh bắt á, thì sư phụ rất là hoan nghênh, sư phụ trao bằng thưởng á. Nhưng mà là không có được, rồi cái tâm á từ bi không có nghe. Học bắt ma thì cũng học chưa xong nghe mà biết chấp chấp. Rồi sau này hậu thế của con cái những đứa họ Thiên á, sẽ bị những đứa con của họ Thiên mà hôm nay mấy cái đó làm hại đó, con có biết không? Chứ phải nhìn xa cả ngàn năm sau mà không có thể chấp nhận được. Con có hiểu ý gì không đó không? Giống như đám con Sương hay là con của thầy Trang hay là con của Thu Ba hay một đám nó học, nhưng mà nó không có tâm từ bi. Con nghĩ nó có từ bi giống như kiểu ông bác không? Ông bác không tiền không bạc, ông đi bắt ma ông đâu có ăn tiền không bạc gì đâu. Mà mấy thằng này làm được không? Nó làm không được nó sẽ làm gì? Rồi nó mang hội thiên nữa nó sẽ làm gì? Có nhiều đó thôi. Sư phụ thử một cái bài học rất là đơn giản thôi mà cả đám bị lọt hết, 100 mấy chục đứa bị lọt á, ở trên rất là nhức đầu á. Dạ cả năm nay con biết, nhưng mà con chỉ coi cái đệ tử con á, nó giỏi kiểu nào hậu thế nó sẽ có. Thời xưa cũng vậy, trong cái chánh có cái tà, trong tà có chánh. Người làm không cần biết người đó tu theo tà hay tu theo chánh, mà hành động chánh tức là chánh.
Nếu anh Ba anh hành động chánh thì anh là chánh, anh là chánh, hiện giờ anh đâu có ăn tiền bạc ai đâu. Nhưng mà những cái thằng nhóc này á, nó sẽ như thế nào? Nó cũng học y nghề với ổng. Vừa ra nó con có guarantee là nó sẽ hành động chánh không? Nó có ăn chay trường như kiểu ổng, nó chạy xe cùi cùi 200-300 ai cho, chạy giống xe ổng đang chạy của ông Hải cho đó. Con nghĩ nó có làm được không? Hoặc là nó ham Mercedes cái là ai đưa nó một chút tiền rồi nó đi chưởng kẻ thù của người ta, cái người ta kẹt thì sao? Nguy hiểm lắm. Không, sư phụ chỉ nói vậy thôi. Còn về phần tâm linh, sư phụ bất tài, sư phụ không có gì giỏi như anh Bắc. Sư phụ chỉ có tâm từ bi dạy các con đi theo cha, theo mẹ, đọc kinh thiên tâm. Đứa nào mà đọc học cái đó rồi, con nỉ không bao giờ chịu lên núi, cũng không bao giờ đọc kinh thiên tâm. Sư phụ bị cũng nhiều đứa lắm. Thấy Kim Anh bây giờ tới giờ với cái đám mấy ngày xưa mười mấy đứa cũ chú cũng chả thèm nói, nhưng mà đến lúc thì cần phải chỉnh đốn. Ai muốn làm gì làm, Mỹ này tự do, mang mà họ Thiên, mang Thiên Long Sơn, mang con của ông Sương, mang tiếng là đại tử sư phụ mà đi làm vậy. Rồi ra đó mai mốt cái nó còn hơn là cậu Chính hay là hơn là thầy Roma nữa, thì lúc đó có phải là sư phụ là tà không? Thiên tử tà hả? Thiên tử con của thượng đế này, ai với đạo Phật. Sư phụ cũng phê sanh cả năm mà sư phụ đâu có nói. Hôm nay chuyện nó tới nước thì ai đưa tới thì mình đẩy mình nói thôi, chứ sư phụ cũng không có ý gì chứ. Ai muốn làm thì làm. Thật sự kỳ này á là do họ kết bè nhau rồi làm này làm kia rồi kèm chế, thì sư phụ mới lên tiếng nói. Chuyện có nó không, không nói có. Hôm nay ngày cuối cùng chỉnh đốn, sư phụ là lo thiên việc thôi, sắp sửa về Việt Nam gặp Đức Thầy. Không có muốn chuyện nội bộ mình xáo động. Clip này hôm nay nói ra những cái chuyện như vậy, đứa nào quay đầu thì quay lại thứ khác. Sư phụ với anh Bắc vẫn là bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Còn mấy đứa đệ tử mà đứa nào mà vẫn tiếp tục mà không hiểu những lời nãy nói là rõ rồi phải không? Sư phụ không có lo phần anh Bắc, sư phụ chỉ lo cái phần hậu thế của con của ông Sương, con của Thu Ba, con của ông Thì Trang học mấy cái đó đó. Rồi sau này á, con của sư phụ lớn lên như thế nào, nó tiếp quản Thiên Long Sơn, con của mấy đứa con, cả chục đứa ngồi đây, nó như thế nào, nó bị mấy đứa nó làm cái gì. Nó phải biết tu nhân Bắc đây, sư phụ mới comfortable. Ổng đâu khẽ vậy đâu, tèn tèn, bữa đói bữa no ăn. Đây ổng là người tu, ổng không có ấy. Còn mấy nhóc này nó có tu không? Sư phụ cũng chưa biết nó sực cái gì nữa đó. Sư phụ thì không có tu giỏi, sư phụ tam tịnh nhục thì cũng nửa đời nửa đạo, phải sứ mệnh nó vậy. Nhưng mà chỉ dạy mấy con là sư phụ không có khả năng dạy mấy con đi bắt ma nha. Mà biết cũng không có dạy nữa, sư phụ chỉ có thể trị được, trị bệnh được. Sư phụ có thể đưa mấy con về trời được. Và đồng thời đứa nào mà nghịch ngợm, sư phụ có thể đưa đi đâu cũng được. Không dám nói nhiều. Viết cái tên xuống đất thì vừa đặt chân ba cái thôi, rồi đưa tới đâu rồi đưa luôn. Nhưng mà không bao giờ làm bất cứ đứa đệ tử nào thường nó không hết, vì nó chưa có hiểu tới. Bữa nay á là sư phụ đi một tuần nay về núi Thiên Ông Sơn, hít không khí trong lành. This is the best vacation of anywhere. Từ Las Vegas nó ồn ào, đi bộ từ ở cái kim tự tháp là Lexor mà đi về đi Trump Tower là một đoạn đường dài hơn 5-6 mai, mà đi 4 người đi, mà đi cả gần nửa ngày, mấy đứa nó mệt rồi ngồi nghỉ, thì vô Caesar Palace đi vòng vòng chổng, mà kèm lạ gặp cái band nào nó mừng lắm, nó nằm. Chú phụ thì ok cứ đi rồi ăn rồi đói thì ăn, đi lang thang rồi đi chơi gì đó. Rồi xong đó rồi thường mới bay qua Miami, tính lấy mướn xe lái xuống Key West, rồi vừa tính ở bển chừng 3 ngày ở đó. Mấy chị kêu họ đi về núi tại vì sẽ có nhật thực á, nên mấy vị kêu sư phụ về, đi tới đâu mấy vị cũng nói chuyện sư phụ mà. Ở bển cũng gặp mấy đứa đệ tử bển giờ chót mới cho gặp, hỏi sư phụ đây bao lâu rồi. Ồ, ở đây mấy ngày rồi, về sư phụ sắp ra với trường cho nên gặp.
Thì bữa nay ngày 4 tây tháng ngày 8 tây tháng 4 ở trên Trần Nhật Phong có bài bình luận phần 2 á, nhớ nghe nó bình luận về Biển Đông cho nên thấy nó trúng với cái bài của chị á, đang đọc nè. Đông Du Hải Hội trời ban phong thần, Bắc Hàn lục quốc phân tranh, kiêu binh sĩ bại Nam phần định phong, sở nhà bà đội đi vòng, tàu chìm gì đảo ngã lòng ra đi, lưỡi bò cắt ngắn tư vi. Cho nên cái những cái tiên tri hàng trăm năm nha, cái này gần cả trăm năm mà là thời xưa làm gì có biết chuyện lưỡi bò, mà hôm nay á, là con biết tàu chiến của Trung Cộng nó dàn đầy ở ngoài đó Mỹ đâu nữa, mà nó mà đánh một cái có phải lưỡi bò cắt không, mục đích là dành cái lưỡi bò đúng không, để mà cái đường hàng hải đi qua lại, mà lưỡi bò mà dành lại giao lại cho ai, ai làm chủ Hoàng Sa Trường Sa là lưỡi bò, là cái Biển Đông là của mình mà, thì Mỹ nó đưa lại cho mình thôi, gọi là xì xa trở lại với xì xạ đó. Bắc phương không dễ về, tàu sợ lại đánh Tràng An ấy nhỉ, bởi thua biển đảo Hoàng Sa giận lây đập sập Bắc Hà Đế Kinh. Cho nên bữa nay Phan Đình Huệ đi qua tàu á, lên chị hey, Bình, tao bạn mà cũ mày nghe, mày có giận ai mày đừng có giận lây tao nghe, tao lúc nào cũng liếm gót chân của mày. Nịnh nịnh vậy đó, một công hai chuyện luôn đúng không. Nhưng mà khi mà nó giận lên nó đâu còn nhớ bạn bè đâu, nó quýnh nó quýnh à. Nước Việt có cái nhịp, tại nước Việt chửi cho phụ nhiều quá, nhiều đứa nó vô mình đó. Một đứa chửi là bị ảnh hưởng cả triệu người, con biết không, chửi cho phụ là chửi ai, chửi cha mình á, tại cho phụ đại là xuống lập cái đạo, nói lên sự thật, là nói hết sự thật để cho họ hiểu sự thật, rồi họ ngưng đi những cái hung hăng của họ. Nhưng mà họ có ngưng không thì là nghiệp. Nước Nam từ đó thay trời, nước Việt Nam sẽ đứng đầu thế giới, mở ra thế ém của thời xưa tiên, thương cho ấn miếng đảo điên, hành binh phát mã giáp biên trợ thùy, thương bà ấn lại ra đi, bởi vì Tây Tạng mất đi núi đồi, đất bằng thành biển cả rồi, Trung Đông thần sống nó loi nhà Tàu, ngã ba tam giác nước cao, không còn biên giới ngã nhào tứ phương, mưu đồ bá đạo bá vương, tan băng động đất Tân Cương nó chìm, hình gà lôi nó đau tim, mất đầu mất đích lại chìm Đông Kinh. Nước ai gọi xuống đầu mình, gà lôi trời sập, địa hình phân ba, chỉ còn bốn tỉnh hai gà, mất tên trên cõi ta bà ư danh. Nước Nga bây giờ đã mất tên rồi, nước Tàu sẽ mất tên, Iran sẽ mất tên, Putin sẽ chết, Tập Cận Bình sẽ ẹt. Những cái ác, những cái độc tài nó sẽ đi một lượt, rất là màu nhiệm, nó phải một lượt nghe. Cái này khó ai nói mà sư phụ nói thiệt là như vậy. Thì từ đó sư phụ mới về nước để mà lập lại một cái nước Việt mới được. Phật Thánh Tiên sẽ cai quản nước Việt, chứ không có để người phàm cai quản nữa. Thì từ đó nước Việt mới là nước Nam từ đó thay trời được. Mà người đời tới ngày hôm nay cơ trời lộ 100% hết, không phải 100%, sư phụ lộ 98% đi, còn 2%, 20% thì của cha với của hội đồng chư Phật với của đức thầy quyến xuyến tính làm sao không biết, nhưng mà cái con đường đi vẫn là không có khác gì hết. Mà đi đường nào, đi đường freeway 101 hay freeway 5 thì mấy vị là đi để mà tránh miền, tránh bên cõi vô hình á, thiên ma nó cũng ủng hộ về cộng, ủng hộ những cái ác là thiên ma mà, tại vì ác là con cháu của nó đầu thai xuống, cũng ủng hộ mấy ông thầy quốc danh. Cho nên khi sư phụ lộ cơ thì thiên ma nó cũng cho con cháu nó, ơi thằng con của ông trời nói vậy thôi mình né đi đường này, nó cũng y như chiến trận mà ở ngoài chiến trường vậy, con có hiểu không. Thì sư phụ chỉ lộ được phần nào lộ, có những lúc sư phụ cố tình lộ để Dương Đông kích Tây nữa đó, có nữa đó. Thì cái trận chiến nó y như vậy đó, bên vô vi thì nó ủng hộ thầy quốc danh, mà ủng hộ những cái người ác, rồi ủng hộ Tập Cận Bình, ủng hộ Putin để mà giành sự thắng. Còn bên Phật Thánh Tiên thì ủng hộ những cái người chánh nghĩa, cũng giống như ông Trump, cũng giống như toàn dân nước Việt, phải không, để mà
đứng lên đúng không, chống những cái thể chế vô thần. Còn chư hộ là người đứng giữa. Hey, Lậu Cơ có lúc nó nghe cái này, đài này là thiên ma nghe nhiều nhất, bộ chính trị nghe cũng nghe nhiều nhất. Con đừng tưởng nó không có dịch lại bằng tiếng Tàu cho tập chúng mình nghe, chư hộ chấp nó dịch luôn á. Tại vì nó càng sợ á thì nó càng bớt ăn hiếp dân Tàu, nó càng bớt bấm nút, tại nó bấm mà nó chết trước, đường nào nó cũng chết á. Đây cơ trời đi là giống như giờ nó vô trong cái gọn vậy nè, nó vô trong cái máng mà sấy lúa vậy đó, không có đường nào mà chạy hết chứ. Cha tính mà, tại vì mấy thằng quỷ này cũng là con của cha thôi, xuống đây chẳng qua là quên chứ không phải là người cố tình nhắc lại thôi, chứ làm sao mà nó né khỏi được. Né khỏi được thì nước Nga đã làm sao thua nước Diêu Khen được. Cái thằng chị anh kia nó có tài gì đâu, nó hề mà, nhưng cuối cùng nó anh hùng á, nó đánh nó giỏi hơn Putin học từ trong KGB nữa. Đại khái đừng coi thường ai hết, thằng nhí nhỏ nhí Diêu Khen mà thắng Nga giờ 2 năm mấy Nga không ăn tức là thua. Còn tập trận bình nói đánh Đài Loan đánh hoài mà không dám đánh cũng là thua. Thằng Nga, thằng Putin đánh không lại Zelensky cũng là thua. Gọi là Thế chiến màn 3, gọi 18 nước nó qua thời kỳ. Thật là trời đánh loài người, các loài theo khỉ bị trời bao dây. Hành binh giải giáp đông tây, đến cơ biển sập, đổi thay địa hình. Tức là vừa chiến tranh, vừa biến động địa chấn nữa. Con thấy gì, bữa giờ biến động địa chấn không? Mới có thì là ở Đài Loan là cảnh cáo thôi đó. Tại vì mỗi một ông rồng hay mỗi một cái vị gì á mà bị mẹ phạt 2000 năm phải nằm ở trong lòng đất, kinh địa mẫu có nói á, trong lòng đất đó, mà đến hôm nay á là hết cái thời kỳ bị phạt á, bắt đầu bò đi á và đi chỗ khác, thì tức là trên trái đất mình bị nhúng nhích. Tại mấy vị lớn khổng lồ lắm, nó không phải là 2 cây số đâu, mà có thể là cái quả địa cầu này thụ nói á, nó nhỏ giống như hạt tiêu so với vũ trụ. Ông rồng có thể bự như mình đi thì mình lụm cái hạt tiêu dễ ợp đó không, ông khà lửa cái là nguyên cái trái đất này á là cháy lên 300-400 độ không còn gì hết. Đó là lý do tại sao á mà bây giờ những nhà cổ học á vô lòng đất á, tìm được những cái cổ vật, những chiếc spaceship, những cái đồ này đồ kia là cũng không thuộc chỗ ai, giống như kim tự tháp cũng chẳng ai biết mấy cái đó không có cháy. Nhưng mà muốn mấy gì vậy, muốn giết loài người mình á, giống y như vậy nè, cũng giống như một ổ kiến hay đó, con bao dây con bỏ dầu lửa con đốt cái là xong. Còn chúng ta là hiện giờ đang đầu thai thành cái con kiến đó, để chịu khổ, để đi tha mồi tối ngày lăng tăng cứ bận rộn của hành của tỏi luôn rồi tỏi. Còn sư phụ đứng đây, hey tỉnh lại thức dậy thôi, Thiên Bát Nhã nè, leo lên để mà lấy lôi tao con kiến lên, mà vừa lôi con kiến lửa nào lên á nó cắn mình lên đó. Tao không tin, con đi cứu con kiến đi, nó cắn con không phải không. Gửi con nào mà kiến đen á thì nó hiền á thì nó không cắn, thì thụ nhẹ nhàng đưa xuống, chứ còn đưa mạnh nó cũng chết nữa. Đưa nhẹ nhàng xuống, đưa con kênh xuống Thiên Long Sơn về đây retreat ăn hiền ở lành, lên ngồi lăn tặng con kiến hiền cũng vậy, vô minh lắm. Rồi cái lại 2-3 ngày lại bị con kiến lửa khác sực. Ở trên mình cũng có kiến lửa là kiến đen, con hiểu không? Bị kiến lửa khác sực, rồi cái đám kiến lửa thì nó giữ, rồi nó sực đám kiến đen. Thôi với tụi mày là kiến xuống trần chịu khổ để học vợ học khôn để về trời, ôi mệt lắm mà cứu kiến. Có những con lên thì bắt nhã rồi không thích ngồi chăm up the bowl, nhảy khỏi thiền nhiều. Hiện giờ con thấy đóng đó, cái danh sách sư phụ nói đó, mấy em gài á là sư phụ có danh sách 100 mấy đứa, trong đó có mấy đứa là tử ruột gần gần đây nhiều lắm.
Ủa tức cười lắm. Thôi dạy một cách bình thường nhưng mà nó là siêu nhất của tất cả các pháp môn. Không có cái pháp môn nào mấy con được vui vẻ cõi đời, được bình hưởng thụ cõi đời và là giàu có cõi đời mà được về trời hết. Có pháp môn không? Ý đồ của anh thôi. Còn nếu mà cái đám mà con của ba mấy đứa kia mà nó mà làm được như Bắc á, thụ cho nó học á, chấp á, làm được đi. Có nghĩa con của thằng Sương á mà kêu nó được chạy xe tàn tàn ăn mặc tàn tàn nó chịu không? Chứ phụ là người buông bỏ đó, mà ra đường nó cũng phải mặc đồ hiệu một chút để cho đừng khi dễ mình, con hiểu không? Còn lên máy bay hay đi nhà hết hẹn rồi phải cho sư mẫu có mặt mũi, cũng phải đeo cái đồng hồ để cho mấy cái nhà hàng Ý với mấy thằng Mỹ trắng không à, chỗ vô đi toàn Mỹ trắng để cho nó sơ vịt mình good, chứ cũng chẳng có ham mấy cái đồ quỷ này nữa. Cái gì mình cũng phải thích ứng, miễn cái tâm của mình đó là hạt ngọc trong sáng, là cái tâm của mình thụ đi từ cái tâm chứ không có đi từ cái hình thức. Như đà Phật rồi kêu nó không được đụng tới vợ như kiểu ông bái, nó làm nổi không? Nó cưới vợ cưới hai con có nữa, nó làm không có được. Nhưng mà nó học cái đó làm gì? Nó có học rồi đừng có mang hội thiên thù nó bữa nay thù nó trước thù cho nó cơ hội hôm nay nó thẳng luôn á, lâu nay thù không làm nói đừng chọc cái gì cũng biết hết á. Có những người không biết bè bè à. Tất cả chúng ta xuống đây chỉ là ngoan ngoãn nghe lời cha thôi, chứ coi như đàn kiến lăng tăng chả hiểu gì hết. Có người dìu dắt, có người để cái tay cắn đây cắn cho đã đi rồi đưa qua đây, đưa từ cái đóng bụng bùng dơ nè, hôi thối nè, đưa lên bông sen thơm tho nè, không chịu lên nó muốn gì đổi gì nữa. Hành binh và giải giáp đông tây đến cơn biển sập đổi thay địa hình, nhìn bầu sao rụng lung linh quỷ ma bỏ trốn Nam Kinh đổi đời. Ở cái thời này là thời vàng kim, chúng ta ở ngưỡng cửa cuối cùng, cánh cửa cuối cùng của cái bỉ cực, là của cái khổ. Chúng ta sẽ bước qua cái thời vàng kim, tất cả các con sẽ giàu sang chung sướng và sẽ tâm bình an, sẽ được về trời. Gán một chút xíu nữa, cho nên sư phụ anh nói là bài thi là vậy đó. Thì mình phải gán nhẫn nại. Nếu mà mình tin có trời Phật thì phải tin sư phụ, nếu tin có Thượng Đế thì phải tin sư phụ, nếu tin tất cả tín đồ hòa hảo mấy chục triệu người tin là Đức Huỳnh Phú Sổ là Phật, và Đức Huỳnh Phú Sổ không có chết, Đức Phật Thầy Trang không có chết, Ngài là sư phụ của sư phụ, thì phải tin sư phụ. Trên đời này không ai dám mạo nhận thầy kiểu đó đâu con. Ngày đầu tiên á, mà Đức Thầy dạy sư phụ về dấu thiên tâm này, sư phụ còn chả biết ổng là ai nữa. Ngài là ai? Ta là Đức Thầy. Đức Thầy nào? Tại sư phụ đâu có chơi cứu kinh điển của miền Tây đâu. Tại sư phụ qua Mỹ là nhỏ mà. Cái câu chuyện này 15, 16 năm trước. Ta là Đức Thầy ở làng Hòa Hảo. Từ đó sư phụ mới quảng hồn. Ngày đầu tiên á, chị cũng vậy. Ta là tỷ tỷ của đệ đây. Đệ là con của Thiên Thượng xuống trần lập đạo cứu chúng sanh. Đệ không phải là Ngô Tuấn Kiệt. Trời ơi, mà nói tỷ tỷ là ai? Ờ, ta là tỷ tỷ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Thánh Mẫu Liễu Hạnh ở đâu? Trời ơi, con chả biết Thánh Mẫu Liễu Hạnh là ai luôn á con. Tại xuống đây quên chứ. Thì từ đó chặn đạo thì thù biết không, tại mấy ngày cũng về nói chuyện thì những năm đầu cười lắm, hỏi ông bố hỏi ông ngoại tại mấy ông đi tìm sư phụ gần tìm bút mấy năm, đến những ngày đầu tiên bỡ ngỡ lắm, sư phụ chả hiểu chả tình, trời ơi, bệnh muốn chết, bệnh ngất ngư sư phụ kể những năm đầu trời ơi, sư phụ không tin. Rồi lúc đó mẹ về mẹ chừng chị nữa, ta là mẹ của con, mẹ nào là Phật mẫu Phật duy trì địa mẫu mẹ của con. Con đâu có biết, con chỉ Phật biết là ai vậy đại Phật bà thế âm thôi. Tụi con cũng trong chùa con không biết Phật nào chứ. Thấy cười vậy đó. Cho nên bây giờ thụ nhìn lại quá trình của thụ mới thương những đứa đệ tử này, những đứa đệ tử ngoài xa con hiểu không?
Nhưng mà không không hiểu thì dù đã trải qua bị bầm dập thì thường mới vậy thôi. Rồi chỉ có một cái à, từ từ thụ ra sẽ mới tin là mẹ mới nói con coi lại đi, à, những cái gì ta nói, những gì chị nói, những gì đức thầy nói đều là tốt cho con không à, có gì không tốt không, ma quỷ nó chỉ làm hại con thôi. Rồi con lập đạo, con sẽ làm này làm kia, sau này con sẽ làm vua nước Việt, toàn là tốt cho con à, con không tin con muốn gì. Thì cũng y như sư phụ dạy mấy con vậy đó, về trời đi con, đâu có kêu con đi học này học kia, mong cầu này mong cầu kia đâu, con hiểu không? Ừ, chứ đâu kêu phải bỏ công đi học đi làm Go làm gì đâu, làm tiếng không sướng. Rồi mấy con không tin sư phụ nữa thì tin ai, cũng y như kiểu hồi xưa bị mẹ với chị la vậy đó. Nào dù chỉ sai đường kìa. Rồi đời sống hiện tại nó còn có tâm an lạc. Có những đứa mà nó cứ bỏ cuốn kinh xuống, nó nhìn tại những nào mà nó học khác cái pháp môn thù chỉ, nó sẽ sao lãng đi cái mà mình đang có là kinh Thiên Tâm, tại nó không có đọc được Lăng Nghiêm nha. Ừ, không có đọc được Lăng Nghiêm khó lắm, nó không có nó absorb được. Thì khi bỏ Lăng Nghiêm rồi á, là sai sư phụ, từ cái điển thanh không còn nữa, đó là có cái đó đó. Nếu mà nói kinh thì dùng kinh cũng thân Thiên Tâm nó rất là siêu, rất là màu nhiệm và cũng không có lại sám hối, nên trong đó đầy đủ. Chú đưa nguyên một cái pack vitamin đủ đó, ABC gán uống đi con mỗi ngày có sức khỏe. Thì kinh Thiên Tâm nó có ABC D gì đó, zin gì đó, vitamin D rồi Y rồi. Y là cho trí não không á, mà đừng có bị lâm gì. Thì tất cả những cái đó thôi đã giao hết, còn phần còn lại hiện giờ do tự mấy con chọn lựa sàng lọc, mà bữa nay lọc được mớ nhìn thấy cũng đã lắm. Trong đó có thế giới mình, chỗ đường tăng bị nạn rồi. Ủa, mày hay quá. Tức cười lắm hả? Tự mình mà nghi ngờ thầy thì coi như là mày xong, nó làm sao học được, chết chết thấp quá. Giống như trước khi thù biết chuyện này xảy ra, thù có kể cái câu chuyện mà Khổng Tử có 7 đệ tử, rồi cái đệ tử mà nó nấu cơm á, nó thương thầy nó quá, nó phải nhện rớt vô cơm dơ á, nó phải lén ăn đó. Rồi Khổng Tử đứng sau lưng á, còn trách oan đệ tử mình á, còn thời thời Đăng Minh nó không có như vậy, Đăng Minh đi ngược, cho nên thái tử xuống trần gặp nhiều chuyện vui lắm. Everything đối với phụ là trò cười thôi, everything okay to me à. Không có gì gọi là big deal với phụ hết, mấy con đừng nghĩ là big deal, mà chỉ là từ bi mới độ chúng sanh, phụ không có phải như người ta mà thẳng tay với đệ tử nào, trừ khi nó quá sức rồi lạm quyền á, coi thường sư phụ. Những đệ tử khó dạy, con có dạy nó lần này lần sau nó cũng vậy. Thầy sư phụ sắp sửa rời khỏi Thiên Long Sơn, chọn những đứa mà thật tâm chỉ có theo cha mình, theo cuốn kinh Thiên Tâm á, thụ giao núi. Còn những đứa như vậy sau này nó sẽ là giàu cho hộ ở phương trời nào, núi cấm hay là dinh độc lập, Thiên Long Sơn vẫn là nằm trong tim cho phụ. Chứng minh là đi cả từng nay toàn là chuyện vui với biển với gió rồi với mấy đứa nhỏ nó từng từng mấy ngày mà tôi vẫn nhớ Thiên Long Sơn, vừa về là sáng nay tới đây liền. Huống hồ chị sau này mà cái Thiên Long Sơn á, nó còn gọi là bị gà gọi là gà gì, gà cọn hiếp gà cọn thì cũng cũng không có vui nữa. Đám gà cọn, mấy gà con động đất mắt nửa hình rồng, tân đời nước đổi tấm phong hình rùa, đoạn trường gian khúc chanh chua, đổi đổi mùa
trời chuyển bốn mùa thành hai. Nó thấy thời tiết bây giờ thay đổi lắm. Cái bài này là nó ứng ngay trong cái thời điểm này. Bữa nay nhật thực 11 giờ phải không? Đó là còn tiếng nữa nhật thực phải không? Chút mấy con quay luôn nhật thực. Mình ngồi ở đây chơi chơi cái nói chuyện vòng vòng cái hồi đó tới nhật thực. Coi coi mặt trời nhật thực chưa ta? Bây giờ là 10 giờ 12, không biết mấy giờ canh. 11 giờ 12. Mấy giờ nó nhật thực? 11 giờ 12. Giờ đó. Giờ thì giờ còn đúng 1 tiếng nữa. Bây giờ là 10 giờ 12. Ok, mình ngồi mình quay thêm tiếng nữa đi, quay luôn nhật thực. Nhìn nó mới ngầu quá nghe. Điều này có này siêu á. Nước Nam hội ngộ thiên tài. Nước Nam hội ngộ thiên tài nghĩa là thiên Việt. Tất cả những đứa hội thiên sau này sẽ thành thiên Việt. Nhưng mà bây giờ thù chưa cho vô. Bởi vì chuyện nó chưa tới. Cơ trời chưa tới, thù không có muốn là ảnh hưởng về vấn đề cá nhân á. An ninh đi lại của mấy con á. Dòng đời thù muốn đào tạo khoảng một số nam và nữ biết tiếng Việt, tiếng Mỹ để mà giúp sư phụ về thay mặt sư phụ để mà đi nói chuyện rồi đi lo cái này kia, biết chữ biết nghĩa. Nhưng mà xung quanh sư phụ á có hàng ngàn đệ tử, nhưng mà chỉ được có thầy Trang á, vợ ông Minh thì ta được rồi, được Ngân cũng được rồi, Mai Thảo. Chứ còn nghe không biết con được không ta, Ngọc con làm được không? Còn nếu nào mà ngoài kia mà tìm được cho phụ vài ba đứa nữa đi, rồi vô thù tuyển chọn. Mà mỗi lần tuyển chọn đứa nào á, rồi á, hay gì đó, cũng khó nói quá. Chuyện nhiều những cái gì mà thù tính để mà làm việc cho cha vui, cho đại cuộc hội thiên chúng ta, cho nước Việt. Thì ở gì thường thường hồi xưa có mấy clip rồi hay nói, trời ơi sư phụ mà không có gì nghe, tâm như hạt ngọc vậy, chẳng có phạm giới, chẳng có làm gì sai á, mà có gì sai chút xíu là chết, cũng không đổi chết nó mấy đứa đệ tử cạnh nữa. Mà này mình không có gì sai mà nó cũng lôi ra mình, nó bầm mình nữa. Chứ đệ tử thời đại công nhận hay đó. Thầy là làm trò, trò ngược lại làm thầy á. Vui. Ở vậy nè, thằng thiên tử xuống trần nó bị nhiều ấy. Thôi giao tụi nó làm thầy hết, sư phụ làm trò. Như hồ cần chừng 100 đứa. Mỗi đứa tiếng Mỹ, tiếng Việt kìa. Biết hai thứ tiếng. Tại đi chỗ này chỗ kia, tại sư phụ ở chỗ. Thế gần sư phụ thì đại diện, represent cũng như những nhà lãnh đạo khác cho thế giới thôi. Cũng giống như ngày xưa những vị vua có những vị khâm sứ đại thần vậy đó. Thì vua cũng cần vậy mà. Nhưng mà mấy con về Thiên Long Sơn cả nghìn đứa đâu có hiểu vụ tính gì đâu. Không phải tính tùm lum á, mấy con mới có những cái cuộc mặc áo dài vui, chụp hình vui vẻ. Rồi mới có buổi lễ hội vui. Rồi núi mình nó bình yên kiểu này. Nó không phải đơn giản mà được vậy đâu, con hiểu không? Mà nhiều người chẳng có thương như phụ chút nào. Mà chú phụ lúc nào cũng thương tất cả hội thiên chúng ta, là vì chú phụ biết được chúng ta là một đại gia đình ở trên trời xuống đây, rồi cái nhà vẫn còn. Họ vừa xuống đây vừa lập công với cha để về trời để được thưởng, tức là có công đức cao hơn. Đây là opportunity, cơ hội, đúng không? Và đồng thời cũng để mà thử thách cho mình khi về trời sau này á, mình không còn trên trời cũng lì lợm cứng đầu dữ lắm, trên đó mấy chư thiên pho tích cũng kình kỉnh nhau cũng dữ, thì cũng là đại gia đình á. Những ngày đầu thì họ biết mà cốt của đứa này đứa kia là cái này là cái kia hết. Trong thứ ba lặn thỏ trong sân vườn của cha phải không, ông thầy Trang lặn rộng không, con Sương là ông tiên lì lợm phải không. Nhưng mà xuống đây phải học. Còn xuống đây không chịu học thì nghĩa là gì? Tôi về trước nghe, vô ra ở lại nghe. Nào học xong rồi về sao? Chuyện rất là đơn giản. Nó như y như là cho bài toán đố mà cho luôn đáp số. Mà làm cũng không xong nữa. Muốn làm gì giờ? Là gì? Không có cầm cuốn kinh là con nghiên cứu là những không có chịu đọc kinh giống như mấy đứa con.
mấy con tuy là theo phụ vui vui, mình lúc nào mình đọc kinh có giờ, mình đi ăn có giờ, rồi mình karaoke có giờ, cái gì nó cũng có giờ chứ. Không có thể nào á, mình trong nội bộ rồi cái mình thấy một cái này, rồi cái mình đi ghép cái đầu gà đít vịt kia. Sư phụ là siêu tu, bây giờ sư phụ mở một cái khóa tu còn siêu hơn Bắc nữa. Sư phụ nói ok, 5 giờ sáng tất cả các đệ tử ngồi thiền, sư phụ bắt ấn tam muội ngồi thẳng lưng quán chiếu mắt ở đây, nhìn mũi mũi đây để cho đừng có động tâm, rồi nghĩ lại tiếng thứ nhất của ngày hôm qua mình làm gì, 7 giờ tôi làm đó, 8 giờ làm gì, 9 giờ làm gì, thì mình sửa lỗi. Có là đời sống an lạc, nhưng nó cũng có thể mở nhãn được như kiểu Edwin. Còn không có giải tắc, chứ không có giải tắc, tại vì vụ dạy chung dung hàng loạt. Nhưng mà ngược lại á, đứa nào làm nổi, sư phụ chỉ muốn tự do, sư phụ đã dạy cái technique hết rồi, cứ lên trên đó. Rồi khi mà mình bị rối loạn, hay là những lúc mình trước khi đi ngủ mình ngồi, nó không có cần về giấc chung với nhau, nó gò bó. Tại vì mình xuống đây mình tự tại, tự nhiên, tự tâm. Còn nếu mà theo cái đó rồi ghiếc, thứ nhất không có thể làm được, 2-3 giờ sáng còn làm nổi không, còn làm hoài á, rồi mất chớp. Mất chớp cái là có bao tử, không có thực sự dựng đạo. Rồi thằng chồng nó nổi chửi, rồi lúc gia đình nó có thể sẽ có chuyện nữa. Nó sẽ tai hại nhiều cái khác. Nó tốt một thứ, it's no doubt. Nếu mà không có vướng bận thì theo kiểu anh Bắc, no problem. Cứ ngồi cho đã, đi 3 giờ rồi ngồi xong rồi tới 7-8 giờ sáng ngủ lại. Nhưng có nhiều đứa nó có cái giờ giấc, có hiểu không? Khi mà một cái lãnh tụ, một cái lãnh đạo mà ra một cái gì là phải thông suốt hết, make sure nó có hiệu quả chung cho một cái tập thể lớn và có ích lợi lớn. Chứ không biết suy nghĩ mà, chứ phụ để ở chỗ nó ok, 5 giờ sáng phụ ngồi thiền đó, nó có cái app ngồi thiền đó, click vô đó, tên đứa nào hiện vô, nhiều lúc nó lên tên nhưng mà nó nằm xuống ngủ ai biết, nó có cái app ngồi thiền đó. Sư phụ đã làm cái này 2 mấy năm về trước ở chùa Freeman rồi. Sư phụ có mấy chục đứa bạn đạo, người Mỹ, người này, người kia. Nhưng mà nó có cái app, 1, 2, 3 lên. Bữa nay tôi thấy tên mày. Nhưng mà, tự nhiên cái tên nó nằm đây, nhưng mà thật sự nó nằm ngủ à. Who know? Con có hiểu không? Ừ. Nên cái của sư phụ là cái thiên nhiên tự nhiên. Cái quan trọng mấy con nên biết những gì sư phụ truyền lại cho thế gian, đó là cuốn kinh sống. Đời sư phụ là cuốn kinh sống, không có thể sai. Mà ngoài kia như kiểu thế giới đường tăng, tức là nó có cái tâm nó là phạm thượng rồi, phải không? Thì cái đó là chuyện của nó. Sư phụ là người volunteer xuống trần để cứu chúng sanh, chẳng những sư phụ xuống đây để làm cuốn kinh xấu để chúng sanh học xấu à. Thứ nhất. Thứ hai, ngoài ra là có mấy vị, có chị, có cha, có mẹ, lúc nào cũng bu quanh đầy sư phụ á. Nói mà đi, sư phụ tính ở bên Houston 3 tuần. Rồi hôm qua chị kêu về là sư phụ hôm nay ngồi đây về. Cần gì tới mấy đệ tử phải mẹ này kia. Nhưng mà muốn nói cái gì á, phải coi cái khẩu nghiệp thân khẩu ý nha con. Khởi ý là mình đã có tội rồi á. Chứ nó ra khẩu nữa, ý thôi. Phải có cụ thể, có bằng chứng. Chứ không có thể mà rồi nghe những cái người mà xuyên tạc, dùng cái kiểu như đời á, politics á, nói người này dập người kia. Họ thiên chúng ta đừng có nên như vậy. Phải học theo ông Khổng Tử. Ông cũng là Bồ Tát, ông còn có lỗi. Mấy hàng đệ tử, mấy con là mấy gà con sơ căn, chỉ là cốt tiên thôi. Hơn cốt thú, cốt củ quyền lõm ngõm ở dưới núi. Nhưng mà thật sự là tiên hay là củ quyền cũng vậy thôi. Gần thiện trí thức mà không học gì của thiện trí thức, mà dẫn như người đời, nó sẽ làm hư hết đám gà khác. Trong cái đám gà dạng ngoan ngoãn, có con gà nó bị tưng tưng, con nghĩ nên giữ hay là nên bỏ. Thôi biết cách xử, thôi đã try nhiều thứ để mà fix từ đứa. Những đứa fix không có được, nó sẽ làm náo động. Một trong cái hồ cá, tất cả những con cá rất là ngoan ngoãn, tự nhiên có giống như có con cá nó cá dồ á, cắn con này sực con kia, sức dãy hoài rồi sao.
mình phải cầm cuốn kinh mình đọc để mà mình dầu cho mình có là cá dồ, mình cũng thành ra cá rồng, cá khôi. Đọc cho hết cái bài này đi. Nước Nam hội ngộ thiên tài, xô dịch lên này. Nước Nam hội ngộ thiên Việt. À, vậy mà chân nhân thành đạo, đất đai nhà rùa, chân nhân thành đạo. Nên nhớ nước Việt Nam á, mà cái bài này năm 1938, chân nhân thành đạo là biết Thánh Mẫu Lữ Hạnh nói về ai không? Các con á, thì sư phụ nè, nước Việt Nam lập cái đạo, chân nhân thành đạo. Cũng giống như Phong Thánh Di Lạc là vua vậy đó. Rồi với cái câu là thầy tăng mở nước, vậy thì mới hay. Một người giáo chủ của một cái đại đạo mà làm vua một nước là thầy tăng mở nước, là sư phụ, đúng không? Cho nên những cái câu mấy vị đã nói ẩn ẩn hiện hiện từ ngày xưa rồi, mà người đời đọc cái này rất là nhiều lần người ta đâu có hiểu. Hôm nay cái gì nó cũng hiện rõ hết, bằng chứng đây nè, lời nói ở đây nè, nói cách đây cả trăm năm nè. Tại sao họ vẫn lị, trừ khi nào họ ở tin là họ không có cái linh hồn, con biết không, thì họ mới lì kiểu đó. Hoặc là họ mê tiền, họ thích sân si, rồi họ còn lòng tham, tham sân si, cái là làm cho tâm mình u tối thì làm sao thấy được. Những người có ba cái đó sẽ không bao giờ hiểu được những cái lời lẽ này. Thì nếu không hiểu lời lẽ gì, họ vô trường lớp cấp tiểu học, trung học, rồi đại học, học để làm gì? Vô đây học để làm cướp hả? Thôi thà không học luôn đi. Học thì phải học luôn mấy cái này. Cái này cũng là chữ mà. Chữ của thánh nhân với chữ của phàm nhân, chữ nào quan trọng hơn? Nước Nam hội ngộ thiên tài, tức là sáp trừ chim hiền về nước Việt đó, là câu này. Chân nhân thành đạo, đất đai nhà rùa, tức là sư phụ là lập đạo, thiên tâm là giáo chủ của một đại đạo, con của cha thiên thượng. Phong Thánh Di Lạc là vua, sư phụ là Di Lạc số 2. Sư phụ không là câu này nè. Phong Thánh Di Lạc là làm vua, Phong Thánh Di Lạc làm vua, trăm quan hữu trách, tiên cơ nước trời, khoa thi chọn tiến sĩ ngôi, tức là mở cái kỳ thi, tức là giống như lập lệ đề nhà Trần vậy đó. Hội mở hết tất cả những anh tài, những bô lão, rồi những người có tài có đức, cả lẫn cộng sản về ô, con cộng sản hay là con HO hải ngoại, đều ngồi chung hết một cái văn phòng để mà làm việc chung cho nước Việt trong tương lai. Lấy ân để báo oán, sẽ dùng những cái chính sách lấy ân báo oán, không có trả thù, không có như bây giờ. Họ có thấy người nào giàu thì họ đốt củi, đó là cái cớ, là không biết không. Bây giờ còn muốn diệt bà gì Trương Mỹ Lan để mà bịt khẩu nữa. Một đám của họ làm ra thôi, nhưng mà ai là vật tế thần thôi à, chứ chẳng có ai tốt chứ, nguyên luôn á. Không có ông đảng viên nào mà trong nhà không chứa mấy chục người gọi là đảng cộng sản nằm dùng ở trong đó. Bán nước á, tất cả họ là bán nước. Chư phụ đứng lên nói tiếng nói là gì? Chư phụ không muốn nước Việt Nam bị diệt chủng, chứ không phải là chư phụ không đứng lên để chống cộng sản. Nên nhớ là hai cái này khác nha. Chư phụ không có muốn nước Việt mình bị Trung Cộng ăn hiếp và sau này diệt chủng hết cái sắc dân người Việt của mình. Nó làm được á, nó diệt được Ngô Như Nhĩ thì diệt mình á, nó coi ruột rang của ông Trung cũng giống như là nó bán nhiều quá. Lời hết cười, nó mổ thiệt á. Chứ dù không có chống ai, không có chống cộng sản, dù cũng chẳng có ghét cộng sản, nó cũng là người Việt mình thôi. Tại vì cái ý thức hệ nó khác nhau thôi. Một ý thức hệ thì
bồi đắp giang sơn, một ý thức hợi thì ăn bám giang sơn và làm mòn đất đai và quên đi cái cội nguồn dân tộc anh hùng của mình. Hai cái ý thức hợi nó khác nhau. Nhưng mà ở thời này cho sư phụ xuống vì sư phụ là người tu có tâm từ bi nên họ có phước, họ sẽ không có bị trả thù. Dùng chính sách lấy ơn báo oán và chiêu hồi họ trở lại đường chánh, lấy công chuộc tội, con cháu của họ sẽ lấy công chuộc tội. Phong Thánh Di Lạc làm vua, trăm quan hữu trách, tiên tri nước trời, tức là cơ trời đó, cả nghìn năm dù nó hoài không có bao giờ sai hết. Khoa thi chọn tiến sĩ ngôi, mở đời nhân trị con trời khai thiên. Con trời khai thiên, mở đời nhân trị tức là nhân dân đứng lên sẽ làm chủ quốc gia. Con trời khai thiên để cho lòng dân đứng lên, và sư phụ chỉ là diều dắt thôi. Rồi xong sư phụ về phục lệnh với cha, sư phụ chẳng có ăn nhậu gì cái trái đất này, và là để là cái đạo lưu truyền. Thì câu này nè, chị nói rất là hay. Khoa mở đời nhân trị con trời khai thiên, chỉ có con trời mới xuống đây mới làm được cái chuyện này. Người phàm hay là những ở tầng trời thấp không thể làm nổi nha con. Tại vì không có ấn chứng của cha, cũng không có ấn lệnh của hội đồng chư Phật, cũng không có phải là một vị Phật nữa, chứ phụ là Phật trên trời, khó làm nổi lắm. Tại cái tâm con người mình sàng lọc cả nghìn nghìn tỷ kiếp, những cái kiếp sân si của mình, những cái kiếp ham mê của mình, chứ phụ đã chứng minh cho thế giới với cái xác phàm hiện tại, có tiền coi như không, ở khách sạn 6 sao coi như là 1 sao, ăn cơm nước lạnh cũng như là ăn cơm sao qua. Trong mắt sư phụ không có gì gọi là thích hết trơn á, chỉ là cho nó hợp thời hợp cảnh thôi à. Ai muốn hiểu sao thì hiểu. Khi sư phụ làm việc sư phụ bất chấp ai mà dèm pha hay nói, sư phụ biết cái lòng của sư phụ à. Giữ được cái tâm của mình thôi là khó rồi, mắc mớ gì á, phải suy nghĩ người này, suy nghĩ người kia. Chứ không có giống như người đời. Sư phụ là con ngựa bị che hai bên đây nè, làm là chỉ là biết có lợi chúng và biết được cái lương tâm của mình trong sáng, trong sạch, và biết được cái gì đúng, cái gì sai, cái gì chánh nghĩa, cái gì không có chánh nghĩa. Cần đến những lúc nói thì nói, chứ không phải là sư phụ không biết gì đâu. Có những đệ tử coi thường sư phụ lắm, mấy con lầm đó nghe. Phong Thánh Di Lạc làm vua, trăm quan hữu trách, tiên tri nước trời, khoa thi chọn tiến sĩ ngôi, mở đời nhân trị con trời thai khiên, cả kiêu học sĩ nam tài, tức là nước Việt Nam á, là nam tài, là tất cả nhân tài 6 triệu trên nước Việt. Cả kêu tức là kêu gọi tất cả những học sĩ nam tài ở trên thế giới. Câu này nè, cả kêu học sĩ nam tài ra thi để giúp tương lai Sơn Hà, tức là về Việt Nam để mà giúp sư phụ tương lai của Sơn Hà của mình. Bây giờ 6 triệu người hải ngoại, kỹ sư bác sĩ đi, đẻ con ra kỹ sư bác sĩ ở những tiểu bang xa xôi, rồi nó cũng không có người Việt, nó cũng lấy vợ Mỹ hay lấy chồng Mỹ, rồi một đời rồi lai, rồi cái những cái nhân tài này á, nó cũng thành nhân tài của Mỹ, nó không phải nhân tài của người Việt Nam, nó cũng bị mất gốc, con hiểu không? Con thấy uổng không? Cho nên nước Việt tại sao họ thường nói là 6 triệu nhân tài về Việt Nam là vậy đó, họ sẽ không có bị mất gốc, mà những cái người mà kiến thức keo đó, người ta đâu muốn con người ta bị mất gốc đâu. Con có muốn con bị mất gốc không? Không muốn, nhưng mà tự vì khi con ở rất là lạc lõng, con sẽ bị mất gốc đó. Khó lắm. Mình muốn không bị nhưng mà vẫn phải bị. Nhưng sau này sẽ không ai bị mất gốc hết. 6 triệu người sanh ra đóng chim con, trứng con thì nó đẻ ra chục dòng nữa. Khi nước Việt mình tự do rồi á, khi có sư phụ về rồi á, sẽ mở cổng tổ bố vậy đó. Sư phụ sẽ có những chương trình vé máy bay free cho những đứa đẻ ở Mỹ. Để cho nó về cây xanh cho cái bãi biển riêng của nó, phải không? Ở đâu Vũng Tàu hay là Phan Thiết gì đó,
đây tụi mày đi về cái xanh về đây, nó về dài ba lần cái là tự nhiên nó nhớ gốc hết trơn. Cái mình để ở trong đó những cái phong tục của mình. À, tại nít Mỹ mà đâu khe là Hawaii hay là Palm Beach hay là Miami hay là Jamaica hay là Bora Bora, nó đâu có biết mấy, nó thích đi chỗ đó. Nhưng mà mình phải mở chương trình du lịch miễn phí về Phan Thiết, Nha Trang. Phải cho nó ăn nước mắm, cái nó dẫn bầu Mỹ nó về, cái từ từ cái ăn bầu Mỹ nó khoái Việt Nam nữa. Chẳng những mình không mất gốc mà mình còn thêm gốc nữa. Đó, phải mở những chương trình đó. Rồi cũng đơm bụng nào có gì nhai không? Đó nên mình quay mình chờ mặt trời lặn tiếng hồ này cái thù đói xỉu. Nãy giờ bao nói chuyện bao lâu rồi? Cũng 1 tiếng 15 phút. Dạ, 15 phút. Ok, để mà thù tổng kết là cái clip này. Cái clip này rất là bình thường, không có gì hết. Thì ai muốn thích thế nào thì cứ chọn thế đó. Buffet mà đó, Thiên Long Sơn chúng ta là buffet, thấy không? Tự ý, tự nhiên, tự về trời, tự muốn đi đâu đi. Nhưng mà sư phụ chỉ có cuốn kinh Thiên Tâm, sư phụ chỉ núi Thiên Long Sơn. Đứa nào mà không làm hai cái đó thì cũng đừng nên mang họ thiên. À, làm khác thì nên mang họ khác, để làm chi trong tương lai nhân loại lịch sử sẽ ghi lại hết từng chi tiết, từng ngày, từng giây, từng khắc của tất cả mọi hành động. Không có dạy những cái gì khác ngoài chỉ lấy bát ấn ngồi thiền. Cách thức của sư phụ ngồi thiền rất là đơn giản, ngồi bất cứ ở đâu, ngồi trong xe, ngồi kiểu nào cũng được, kiết già bán già, ngồi ghế cũng được. Thì mình ngồi lên vậy, lấy tâm tinh mình là mắt thứ ba, nhìn lỗ mũi, nhìn miệng, nhìn cái rúng, nhớ và tập trung. Tại vì phải có một động tác thì nó mới quên hết những cái emotional, những illusional, những cái suy nghĩ vẩn vơ, phải không? Tạp, gọi là tạp niệm đó, nó skill những cái tạp niệm. Thì lúc đầu nó hơi khó nhưng từ từ quen. Rồi sau đó 15 phút đầu thì mình quán chiếu lại. Quán chiếu tức là suy nghĩ những cái chuyện xung quanh mình đang xảy ra. Sau 15 phút nó hết cái đó rồi, tự động nó sẽ vô hơi định, nó gọi là đó là 15 phút đầu là thiền quán. Sau đó là thiền chỉ. Thì lúc đó mình muốn suy nghĩ cũng không được, thì mình chỉ theo dõi hơi thở. After that theo dõi hơi thở, có lưỡi cuốn lên để cho nước miếng đừng có nhiễu. Rồi đọc thần chú. Án là mình tưởng tượng ngay cái đầu, đỉnh đầu. Án chiết là mắt phải. Lợi chủ, lợi chuẩn đề, xó ha. Xó ha dưới lòng bàn chân. Khi mấy con cứ tập như vậy đi, nó là một công phu siêu á. Khi có một ngày nào mình cũng quán chiếu, mình tập như vậy, nhớ à, án chiết lợi chủ lợi chuẩn đề xó ha, thì những cái thần thông đó mỗi một ngày nó sẽ hiện lên cơ thể mình. Đi đâu á, trong cõi vô hình á, ma quỷ hay thiên ma, nó khi nó nhìn thấy á, là người nó sẽ phát quang lên á. Tại vì cái đó nó cũng giống như con bỏ một cái cây, con trồng lên cây thần thông ấy, là không có ai tấn công được con hết, cái gọi là siêu á. Nhưng mà mấy con có học hay không, hay học cái khác thì đó, thì cứ như vậy là không có bị đi sai lệch, sai đường gì hết. Cái của mắt dạy cũng không có sai, nhưng mà kiểu khác thôi. Còn riêng sư phụ là người lập đạo, sư phụ muốn cái lịch sử nhân loại trong tương lai chỉ có là như vậy, nó không có loãng cái khác. Tại vì sư phụ nãy nói thì nói lại, anh bắt thì anh buông hết, anh không có nắm gì hết. Còn mấy thằng nhóc này nó có nắm hay không, con hỏi nó đi. Bữa nào kia tụi nó hỏi, nó còn nắm game này nghe, nó còn gái này nghe. Hỏi xương ơi, nó còn nắm không? Còn nếu mà nó còn nắm thì nó cần tiền đúng không? Mà lỡ như nó học được mấy cái chiêu cao siêu của ổng mà nó ra nó chưởng người ta rồi sao? Nó có khác gì cậu chính? Rồi lúc đó nó làm ông thầy, rồi lúc đó cái đống người tới nó, rồi cái nào rồi nó mang hồi thiên nữa. Nó nói hồi xưa
lúc mà thiên tử xuống trần á, để cho mấy chuyện này xảy ra như vậy thì con nghĩ như thế nào? Không có nói là anh làm sai nha, đừng hiểu lầm. Anh làm gì anh làm, anh chỉ là hộ sư phụ, hộ làm việc cho bề trên chúng nhau, để mà vì cái cõi ta bà này nó quá nhiều ma quỷ, thế phải cần thầy bắt ma. Cái cảnh sát cũng bó tay á. Bây giờ con không tin mấy thằng FBI nhờ với cảnh sát, tụi nó đâu có thể nào mà nó đi bắt mấy người dân điêu trớt hay mấy người xăm mình được. Toàn là nó xài mấy người dân chơi thứ thiệt đi làm nội gián bắt mấy người đó, không con thấy không? Ở cái chiếu nó vậy đó. Thì cái thế giới vô hình nó rất là nhiều complicated, tôi không có giải thích được. Tôi là người sống hai cõi, tôi biết. Bởi vì thường mới nói, trong tà nó có chánh, ăn thua cái hành động của mình. Không có tiền, không bạc, như cái tâm mà đi gỡ comethon, đi bắt mấy baby trên vai dục ra, phải không? Giống như bắt anh đi xuống nhà Nhọc Phương á, có ông quỷ ở trong nhà nó. Rồi không, ông cầm kiếm, ông chém sư phụ, ông bây giờ làm gì? Dòng linh cũng là chúng sanh của cha, cũng là tương lai cũng là người, đúng không? Chú không có làm vậy, ảnh là, thì cái ảnh làm được, chú không có làm vậy. Chú chỉ là một thầy lập đạo dạy cho các con những cái gì nó bình thường, thấy bình thường nhưng mà nó lại rất là cao siêu. Đó nãy chú giải thích. Nếu mà làm đúng thì mong mọi người qua cái cơn thử thách này, trong lúc này rất là quan trọng sàng lọc thử thách. Chứ sư phụ cũng bây giờ sư phụ cũng chẳng có giận lên xương hay là ngăn hay là mấy đứa không có. Từ chẳng sư phụ nói rồi, đám kiến lửa, sư phụ chỉ thử coi đứa nào có tài kiểu nào, hiểu sư phụ kiểu nào, nghe lời sư phụ kiểu nào, nhưng mà chứng minh hết chẳng đứa nào nó cắn trù, nó cắn bữa giờ sưng lên mấy vết, không có sức dậu cũng hết. Với Đà Phật mong tất cả đêm an lành, ngày an lành, sáu thời đều an lành. Với Đà Phật thôi tắt cái clip này, thôi phải đi ăn đói bụng quá.